đón những cái khách mà chẳng may có bệnh hoặc là đang trong cái giai đoạn cách ly thì cũng đến khu du lịch Đại Nam để cách ly xã hội để mà được kiểm tra cũng như những cái nơi khác, vì cái khu du lịch ở đây rất là lớn. Thì hôm nay tôi thật sự là không có khỏe đâu quý vị, nhưng mà quý vị rất là thương mến tôi, nhắc nhở tôi rồi mong gặp tôi, cho nên là tôi rất là cố gắng. Mới xuất hiện có mấy phút mà đã 35.000 người xem rồi đó quý vị. Thì để không phụ lòng quý vị thì tôi luôn luôn muốn mang đến cho quý vị những cái cảm xúc, những cái rất là thật, rất là chân thành. Bởi vì tôi hôm nay thật sự ra thì tôi muốn trần tình với quý vị. Thì quý vị biết là dịch hiện nay là đang tấn công vào đất nước của chúng ta, thì hình như là ai cũng lo lắng hết. Có những khu vực đó là đã bị cách ly. Thật sự là trong các cái trận mà dịch đó thì lần này hình như là lớn nhất. Nó khiến cho chúng ta hoang mang, lo lắng. Và riêng tôi thì tôi cảm thấy rằng là rất là buồn. Thì tôi cũng đã liên hệ với một số nhà cung cấp để có thể mua vaccine khoảng 10 triệu liều tới 15 triệu liều để có thể giúp đỡ cho dân mình trong cái cơn dịch này. Thì đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Tôi và anh Dũng mình phải có một cái thời gian để chuẩn bị, mà thuốc nhập về tới đây thì cũng phải mất đi là 1 tháng 20 ngày và nhập liên tục để có thể giúp cho dân mình qua được cái cơn đại dịch này. Thì quý vị cũng biết rằng là cái trận đại dịch này đối với chúng ta là một trong những cái mà chúng ta cảm thấy là rất là lo lắng, vì mỗi ngày đọc tin tức á, thì thấy cái số lượng nó càng tăng thì mình rất là buồn. Nhưng mà hôm qua thì vẫn còn vui một chút, là cho nên tôi mới hẹn với quý vị là hôm nay chúng ta sẽ nhậu online. Nghĩa là hôm nay đây là cái ly rượu này quý vị, đây là ly rượu thật, và hiện ra đã có 50.000 người đang theo dõi chỉ có ít phút thôi. Thì tôi cũng đã hiểu là quý vị đã rất là thương mến tôi như thế nào. Thì ai đang muốn nhậu online với Phương Hằng tôi thì hãy cùng ly. Đây là rượu thật nha quý vị. Đây là rượu thật chứ không có giỡn nha quý vị. Tôi muốn thật và tôi uống với lại vài nhân viên.